Địa điểm tiếp theo trong hành trình tham quan ngày hôm nay đó chính là chùa Tam Trúc, nằm ở xã Ba Sao, tỉnh Hà Nam, được coi là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới hiện tại tính về diện tích. Các bạn thấy không? Đây là một đoàn người, tất cả những cái khu hành hương mà người ta đã tới đây trong ngày hôm nay mà để đi tham quan ngôi chùa Tam Trúc, ngôi chùa lớn nhất thế giới này. Thì chút xíu với tôi mình sẽ mua trong kia là mình sẽ mua vé và mình sẽ đi thuyền đi qua cái con sông này và sẽ qua bên kia là tới chùa Tam Trúc. Đây là khu du lịch chùa Tam Trúc. Thì mình đang đứng ở là cái khu tiếp đón này này. Chút xíu nữa thôi là mình sẽ đi du thuyền. Vé là 270.000 một người, tính ra là khoảng 11 đô, 12 đô. Đấy, và mình sẽ vô tới khu tâm linh. Và sẽ vô đi cái khu mà đền thờ. Rất là hay. Đây là khu nhà chờ. Và sẽ chờ lên du thuyền. Du thuyền trên này là họ có phục vụ cả chút đồ ăn, đồ uống các thứ cho mình luôn. À, làm tàu này à? Tàu lắp được à? Anh đi tàu này cho bằng nhé. À thế à? Đây là trà bánh mà trong cái giá của mình cũng luôn. Chép rồi. Chép coi. Đây là chép coi và chép Việt Nam. Và có cả coi lai chép Việt Nam luôn. Chút xíu nữa mình sẽ đi du thuyền. Trước mình đây là vườn cột kinh, gồm 32 cột kinh, có khối lượng và kích thước đồ sộ và nặng chừng 200 tấn các bạn ạ. Làm từ đá xanh thanh hóa với độ cao là 14-15 mét. Thiết kế chân cột là hình đài sen và mỗi một cột là một câu, như là một câu thần chú hay là một câu lời khuyên của Đức Phật. Phúc thắm ngàn đời, cây trổ lộc, đức dày muôn thuở, nhánh đơm hoa. Tức là sao? Tức là người sống mà có phúc đức thì sẽ gặp nhiều may mắn và sẽ luôn có cái sự an lành trong cuộc sống. Thì tới, người ta nói là tới 2050 thì vườn cột kinh này mới sẽ hoàn thiện, và khi đó là sẽ có 1.000 cột kinh. Khu điện tiếp theo đó chính là điện Quan Thế Âm. Ngôi chùa khá là rộng nên ai mà không có sức khỏe là sẽ rất khó mà có thể đi được hết. Và mình nên mang mũ nón và mang thêm nước đi. Đây là điện Quan Thế Âm nhé các mọi người.
phía sau mình đó chính là khung cảnh của vườn cổ kinh. Chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là điện Quan Thế Âm Bồ Tát. Và đây là Phật Quan Thế Âm. Rất là lớn. Bên này là nơi thờ Phật nghìn mắt nghìn tay. Những cái đá mà được khắc ở đây rất đặc biệt, là bằng đá mà nhập từ miệng núi Lửa ở Indonesia. Đây các bạn thấy hình chạm trổ của Phật ngắm mắt ngắm tay. Phía trước đó chính là Phật Ngọc, và bên trên này là bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng đen từ bi quảng đại, thời thời cứu khổ tâm thanh, thề nguyện hoàng thâm xứ xứ hiện thân thuyết pháp. Đó chính là sao, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu những cái điều mà mỗi thống khổ của chúng sanh, mà ngài luôn ở đấy để có thể cứu giúp mọi người mỗi khi mà ai mà có khó khăn. Nên là chúng ta hay nguyện một câu là Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn. Đấy. Sau lưng mình đây là điện Quan Thế Âm Bồ Tát, hay còn là Quan Thế Âm Bồ Tát. Rất là to lớn. Trong đạo Phật của Việt Nam chúng ta thì Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà rất là hiển linh. Những khi mà ai mà có khó khăn hay là có khó khăn hay là một cái nỗi buồn đau khổ gì đó thì mọi người hay gọi là quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đấy, chính vì đó mà trong đó ngài có ngàn mắt ngàn tay có thể nghe và giúp đỡ cho mọi cái nỗi khổ của chúng sanh. Ngôi đền thứ hai, ngôi điện thứ hai mà mình đang đứng tại đây là điện giáo chủ, là thờ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật được đúc bằng đồng đen nguyên khối nặng 150 tấn, một trong những bức tượng đồng, bức tượng Phật lớn nhất tại Đông Nam Á. Xung quanh ngôi điện được chạm trổ bằng đá đỏ Indonesia, kể về cuộc đời của Đức Phật từ lúc ngài sinh thành cho tới khi ngài thành đạo và ngài đi thuyết pháp cho tới năm ngài 80 tuổi. Kiến trúc của ngôi điện này được xây dựng theo lối kiến trúc cổ của ngôi chùa Việt Nam của chúng ta, với mái rất là cao, phải cao tới 30 mét.
ngôi điện thứ ba trong hành trình tham quan chùa Tam Chúc đó chính là điện Tam Thế, nơi thờ ba vị Phật, Phật A Di Đà, Phật Bổn Sư và Phật Di Lặc. Ba vị Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba vị Phật đều nằm trên tòa sen bằng đá và được búc bằng đồng. Phía sau lưng đó chính là lá bồ đề, tượng trưng cho cái sự giác ngộ của đạo Phật các bạn ạ. Chánh điện hết sức là lớn. Nơi đây theo mình đoán là có thể hàng ngàn người có thể ngồi tụng kinh nghe pháp trong những cái khóa tu của hàng năm. Mình quay cận cảnh cho các bạn thấy là cái sự hùng vĩ, sự to lớn như thế nào. Lớn không các bạn? Đây là đài sen, là phía bên chân của tượng Phật. Rất là lớn. Ba vị Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Và xung quanh đều được lắp bằng đá gạch đỏ được nhập từ Indonesia. Một công trình kiến trúc hết sức là vĩ đại. Nằm tại chùa Tam Chúc, xã Ba Sao, tỉnh Hà Nam, ngoài phía miền Bắc của chúng ta. Thì tổ hợp chùa Tam Chúc này sẽ rất gần với chùa Hương, chùa Bái Đính, là những cái ngôi chùa mà rất là nổi tiếng, rất là thiêng liêng, mà hầu hết là những người con Phật tử nào mà sống ở miền Bắc thì đã đều ghé thăm một lần trong đời. Cái đoạn mà khó khăn nhất trong cái hành trình tham quan chùa Tam Chúc ngày hôm nay đó chính là chinh phục chùa Ngọc trên đỉnh núi, 299 bậc thang các bạn. Với những cái người dân cư bình thường ở đây thì họ chỉ leo mất 15 phút thôi. Nhưng với chúng tôi thì chắc là phải thời gian quãng đường đó là phải gấp đôi gấp ba. Các bạn có thể thấy rất là dốc này. Hôm nay là rất tốt để cho tập luyện, giảm cân. Vì mồ hôi mỡ là sẽ tan ra hết các bạn. Đây là cái dốc mình mới đi qua, con dốc thứ nhất mà đã thở hổn hển rồi. Mình đã gần lên tới đỉnh chùa Ngọc. Đường đi rất là treo leo, rất là cao và rất là mệt. Đây là chùa Ngọc. Đây là quang cảnh mà nhìn từ trên đỉnh núi của chùa Ngọc xuống này các bạn. Mình sẽ đi chung quanh cái ngôi chùa Ngọc. Đây là đỉnh chùa Ngọc các bạn. Có Đức Phật A Di Đà nằm ngự ở trên đỉnh chùa Ngọc. Và đây chính là quang cảnh mà nhìn xuống dưới. Rất là đẹp. Yeah.
rất là hùng vĩ, phải không các bạn? Đây là ngọn đỉnh cao nhất ở khu di tích chùa chùa Tam Chúc rồi các bạn ơi. Cố gắng lên, sắp lên rồi cô. Lên một 10 bước nữa thôi. Cố gắng lên, sắp lên rồi cho mọi người. Dạ. Chiều em à? Đường xuống khá là dốc nhé các bạn, nên là hết sức phải cẩn thận. Bậc thang cũng khá là nhỏ, chỉ có 20cm mà thôi, nên mình đi phải hết sức cẩn thận. Sắp lên rồi các anh ơi. Không, đặt luôn. 20 bước nữa thôi. 30 ạ. Đoàn người của chúng ta là vẫn đang xếp hàng để lên. Trên đấy đông thế ạ? Không, trên đấy rất là vắng, tại ít người lên được lắm. Sướng thế, mát thế. Ngồi lại tí xuống. Ở đây nó có cái viện rồi. Mấy bà lên tận đây rồi cơ à? Cố gắng lên khoảng 30-40 bước nữa thôi. Dạ. Lên trên đấy là có Phật A Di Đà. Phật Ngọc ấy. Đấy.